chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha hồng trà và hồng trà kem chét để các bạn kinh doanh nha. Mình sử dụng trà Golden của Đài Loan, 5 gram mình ủ với 170ml nước sôi, mình đã ủ được 5 phút rồi nè các bạn. Các bạn dùng trà Golden này rất là thơm và ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ lọc qua bình lắc nha. Nếu không có trà gon thì các bạn có thể sử dụng trà đen cũng được nha, hoặc là hồng trà cũng được nha. Rồi mình đã thu được 150ml nước cốt trà nè. Tiếp đến các bạn cho đường nước á, mình cho từ 35ml hoặc là 40ml tùy theo khẩu vị ở vùng miền mình nha. Rồi cho vào các bạn khuấy đều lên. Rồi tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem chét nha. Các bạn dùng kem béo thực vật rich ha. Mình sử dụng 40ml nha. Kem chét thì thường các bạn thích có vị mặn thì mình sẽ cho thêm muối nha. Mình dùng một cái muỗng đông nè, mình sử dụng 1/4 của cái muỗng 1ml thôi nha các bạn. Đó, các bạn cho chút xíu thôi nha, mình cho nhiều quá sẽ bị mặn đó. Đó, ở đây mình sẽ chỉ sử dụng 1/4 của cái muỗng thôi, muỗng này là muỗng 1ml nha. Đó, xíu thôi, có bị mặn là ngon rồi. Mình đánh số lượng ít đó, thì mình sử dụng cái máy tạo bọt này là mình đánh nha các bạn. Còn mình đánh số lượng nhiều thì mình sẽ bạn sử dụng máy đánh trứng nha. Đó, mình dùng máy tạo bọt mình làm một ly như vậy rất là tiện nè. Các bạn đánh khi nào mà rít sệt lại là được nha. Rồi, kem chét mình có vị mặn mặn rất là ngon nha. Rồi mình sẽ cho đá vào bình lắc. Mình lắc trà lên nha. Rồi mình cho trà ra ly. Rồi lúc này các bạn cho thêm đá và topping vào luôn nha. Nếu như các bạn bán hồng trà không á, thì mình cho đá đầy ly luôn, rồi mình cho topping luôn. Topping mà ăn hợp nhất là trân châu ba quy nha. Đấy, lúc này các bạn cho thêm đá nè. Nếu như mình bán hồng trà mà không có kem chét á, thì các bạn cho đá đầy ly luôn. Rồi nếu như có kem chét thì mình sẽ trừ một khoảng ở trên để mình cho kem chét lên trên nha. Rồi mình sẽ chế nhẹ kem chét ở phía trên nha. Rồi thành phẩm của mình là trà thơm, kem chét thì béo béo, mặn mặn rất là ngon nha các bạn. Đó, các bạn xem kênh nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.